tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Nhà tôi của nhà văn Duyên Anh. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Tôi mới kể sơ sơ vài món ăn mà đã thấy sốt ruột rồi. Định mệnh nào an bài tôi để tôi được thưởng thức những món ăn mà một gã bần cố nông như tôi không bao giờ dám mơ ước. Triết gia ái tình tí con, tôi xin bái phục ông, bái phục. Nhưng chính ra tôi bị thưởng thức. Tôi là nạn nhân của đớp hít. Tôi khổ tâm hết sức, ngồi vào bàn ăn xì sụp húp bát súp xương bò rồi mới được ăn cơm. Vừa ăn lại phải vừa uống nước đá lạnh hay limonade. Nhà tôi bày cái trò uống rượu chát, tôi dẹp vội vì đau gan. Đau ruột thì đúng hơn. Con nhà lính, thứ lính đo đường đếm cột đèn mà học tính nhà quan. Tôi sợ bao nhiêu tư trang nhà tôi sẽ tung cánh chim tìm về tổ ấm, đáp tiếng gọi chiêu hồi của các nhà kim hoàng hết. Ôi, đã mấy lần tôi nhìn những chiếc vòng xe men ra đi. Chúng nó đi cơ hồ yêu ly, chuyên chư, kinh kha ra đi. Ra đi nhất định không về. Tết Congo chúng nó mới về, với điều kiện tôi đi làm, dành dụm tiền để giữ chúng nó về. Tôi thường nói với nhà tôi: em à, cách ngôn dạy rằng người ta ăn để mà sống chứ không sống để mà ăn. Bao tử anh ví như cái Pepsi bằng cao su ấy. Anh đã từng uống một ly cà phê sữa sống trọn ngày, hoặc uống nước lã cầm hơi, hoặc ăn ba đĩa cơm sườn heo nướng, thêm ly cà phê đá bự một bữa. Anh rất ghét ăn cơm tàu, anh thù tàu mà, nó đô hộ mình những ngàn năm. Đấy, em coi, đi ăn cưới ở Đồng Khánh, anh chỉ ngồi nhìn mồm chờ món cơm rang. Cơm tây anh cũng ghét, nó đô hộ mình trăm năm. Em hãy học nấu riêu cua, canh cua cho anh ăn. Anh khoái canh cua lắm, anh đầy phè dân tộc tính. Nhà tôi cười: anh chỉ ba xạo. Có nhiều điều tôi ba xạo, chẳng hạn chê cơm tây. Chê vì chưa từng ăn những món khác ngoài thịt bò bít tết. Khi có tiền lại không dám phiêu lưu vào những món mà mình chưa ăn, sợ không ăn được. Cơm tàu thì tôi kịch liệt phản đối. Thuở nhỏ ở với mẹ, mẹ tôi cứ sợ tôi bị cam nên chỉ cho ăn cơm với thịt nạc kho, giò rim. Lớn lên đi giang hồ, ăn thêm được vài món. Ếch, thỏ, chuột, mắm là không có tôi. Lấy vợ miền Nam, không ăn được mắm, thịt chuột là một điều thiệt thòi. Nem nướng chấm nước mắm giảm giá trị 80%, xong tôi vẫn yêu cầu được chấm nước mắm. Đôi khi nhà tôi thèm ăn thịt chuột, ăn mắm chưng, nhà tôi phải đuổi khéo: hôm nay anh đi ăn tiệm nhé. Nếu tôi thắc mắc, nhà tôi dọa: cô hai gửi cho chục con chuột và một hũ mắm. Tôi bèn phú lĩnh ngay. Tối về giả vờ hỏi: em đánh răng chưa? Và gã nhà tôi nhai kẹo xuyên gum lia lịa. Nhà tôi ăn được hết các món ăn bất kỳ. Tôi thì chỉ ăn được gỏi gà, canh chua, thịt kho, nước dừa. Ôi, món thịt kho nước dừa cá lóc sao mà ngon thế. Nước thịt kho chấm với dừa giá tuyệt vời, thân tinh. Tôi cứ định bụng hãy làm ăn khấm khá tôi sẽ tập uống rượu mạnh. Biết uống rượu mà lấy vợ Nam sướng nhất trần gian. Bởi vì miền Nam có nhiều món nhậu bất hủ, tôm khô, củ kiệu chẳng hạn. Rất tiếc tôi chê củ kiệu, nó hăng hắc làm sao ấy. Nhà tôi trình trọng nấu nướng, tôi chỉ nhấm nhá lấy lệ và khen nhặn xị ngậu. Nhà tôi buồn ra mặt: anh có ăn đâu mà khen. Và mỉa mai: anh chỉ biết tôm khô vắt chanh, canh cua mồng tơi, rau đay, mướp và canh bánh đa. Em chả thiết làm bếp nữa. Tuy nói vậy, hôm sau vẫn thấy nhà tôi tóm cổ mấy chú cá rô bự về, luộc chín, gỡ xương, đâm đầu cá, lược nước và nấu canh bánh đa cá cho tôi ăn. Nàng hớn hở khoe: em biết nấu riêu cua rồi, mai em mua chày cối. Một buổi tối mùa hạ, ngồi vào bàn ăn, tôi đã cảm động muốn sốt rét khi thấy có bát canh hoa lý nấu với cua đồng. Tôi chưa kịp thẩm vấn, nhà tôi đã khai: sách dạy nấu các món ăn bất kỳ không có món này. Em đọc chuyện ngắn dàn qua thiên lý quê nhà của anh, bắt chước mẹ nấu canh hoa lý cua đồng cho anh ăn đó. Tiếng mẹ nghe thật nồng nàn thiết tha.
Mẹ tôi ở tận làng Thanh Triều bên dòng sông Trà Lý, không biết mặt con dâu, nhưng con của mẹ đã biết tình thương yêu của mẹ trong bát canh cua đồng nấu với hoa lý. Nhìn xuống bát canh, tôi tưởng chừng gặp khuôn mặt thân yêu của mẹ tôi và những nụ cười. Nhà tôi hỏi: "Anh lại bày đặt viết truyện ngắn nữa à?" Tôi đáp: "Ừ, anh đang làm mầm non văn nghệ em à. Anh sẽ viết một truyện dự thi truyện ngắn tiếng chuông. Hễ ông Đinh Văn Khai chấm truyện của anh nhất, anh sẽ được đăng hình lên báo, sẽ được lãnh tiền và tấm bằng văn nghệ. Tiền thì để mua vườn Hồng Kông, bằng thì để lòng khung kính treo trên tường phòng khách. Ông Đinh Văn Khai sẽ đưa anh vào văn học sử hậu bán thế kỷ 20. Nhà tôi cười nửa miệng: "Ông Khai mà đưa anh vào văn học sử Việt Nam, em sợ anh sẽ chết cứng trong văn học sử. Muốn lôi anh ra cũng không lôi được. Thôi, anh đừng giữ giải chuyện ngắn tiếng chuông nữa. Tốt hơn cả, anh đừng mộng viết văn. Anh hãy sống thật bình thường. Em không ham sự phi thường của các bậc văn hào thi bá. Hễ sự nghiệp lẫy lừng, người ta mãi mê sự nghiệp, đua đòi đủ thứ và dễ ruồng rẫy vợ con." Nhà tôi có lý. Cái bọn văn nghệ sĩ chúng nó bê bối lắm, hút thuốc phiện, nhái đâm, yêu vũ nữ, vợ nhỏ cả bầy và sống không nề nếp. Đàn bà vốn sợ một đời sống xáo trộn. Nhà tôi chẳng thích tôi trở thành văn sĩ vì thế, và nàng đã ngăn cản tôi thật lực. Tôi là nhà mầm non văn nghệ khác đời, nghĩa là chỉ có cảm hứng sau bữa ăn. Hóa cho nên khi bụng đã căng, buông đũa là tôi vồ lấy bút nguyên tử, sáng tác văn chương. Nhà tôi dọn bát đĩa xong đến cạnh tôi, xòe đôi bàn tay ngọc: "Anh coi, tay em hết đẹp rồi, xà bông nó tiêu diệt da tay em." Tôi bèn cầm tay nhà tôi, nịnh đầm rất anh dũng: "Để chén bát anh rửa cho, em ngồi nghỉ, có mang cần phải nghỉ ngơi." Và tôi hùng hục rửa bát đĩa, quên đi chuyện văn chương phú lục, nghĩ rằng văn chương phú lục chẳng hay, thà là rửa bát tối ngày cho xong. Tôi đã rơi vào cái bẫy của nhà tôi mà không biết. Nhà tôi hay thật tình. Nàng âu yếm bắt tôi làm tạp dịch để phá hoại một thiên tài văn chương, hy vọng giải Nobel Mani, ngang hàng với đại văn hào Tôn Thất Thiện. Thay vì sáng tác chuyện ngắn dự giải truyện ngắn tiếng chuông, tôi đã gõ muỗng vào trôn bát mà ca: "Cớ sao vợ lại trách trời nhỉ? Vợ chỉ hơn trời có cái trai." Từ đó nguồn cảm hứng văn chương của tôi đã bị nước rửa bát cuốn phăng. Cứ mỗi lần cầm bút sáng tác là nhà tôi sai làm tạp dịch, chẳng hạn giặt quần áo, xuống quán mua xí muội, xoa dầu nóng khắp chân tay giùm vợ, mua chỉ về mai lót tả cho con đầu lòng tương lai, vân vân. Nhưng không phải rửa bát giặt quần áo thường trực đâu. Nếu cơm nước xong tôi nằm khểnh hút thuốc lá rồi ngủ đi thì nhà tôi lo hết công việc và tay vẫn đẹp. Nhà tôi thù ghét sự nghiệp văn chương của chồng. Nàng yêu tôi, thương tôi, nên sợ một mai khi tôi ẩm giải chuyện ngắn tiếng chuông, rất có thể tôi sẽ bán cả quần của nhà tôi để hút thuốc phiện. Bởi vì văn sĩ thường đi liền với nghiện sĩ. Ôi, ghét của nào trời trao của ấy. Và đó là nỗi khổ vô biên của nhà tôi sau này. Chương 4: Giai cấp giá trị mới. Khi cái bầu trong bụng nhà tôi biết hành hạ kẻ mang nó, tôi đã được đi làm. Lâu quá, dễ chừng từ ngày cha sinh mẹ đẻ tôi mới được làm công chức. Nghề công chức của tôi không hứa hẹn cái tuổi đầu bạc răng long, ăn lương hưu trí. Tôi lĩnh lương khoáng. Nhà nước chê vợ con những kẻ lĩnh lương khoáng nên chẳng chịu phát tiền. Do con mắt tinh đời của ông huyện Nguyễn Bích Liên, tôi bèn được ông Cao Xuân Vĩ phát cho tí ân huệ. Ông Vĩ chấp thuận để tôi làm biên tập viên, khỏi cần tú tài, khỏi cần thi cử. Tôi không thể diễn tả nổi lần đầu tiên ký tên vào sổ lương lãnh những 5.000 bạc. Đời tôi đã có nhiều tháng chỉ sống thoi thóp bằng món tiền phước thiện vài trăm. Bây giờ nhét 5.000 vô túi tôi run ghê quá. Run cơ hồ thanh niên trốn quân dịch bị phú lích hỏi giấy hợp lệ tình trạng quân dịch ấy. Ngồi ở bàn giấy tôi đã lén xếp móc tiền ra đếm và ngửi. Tôi mong chóng tới giờ về để khoe với nhà tôi rằng tôi đã giải được phương thức tam túc cộng tam giác cộng tam nhân bằng năm xín của lý thuyết gia Ngô Đình Nhu. Nhà tôi hân hoan lắm. Nàng không mê 5.000 lương của tôi đâu,
mà mê cái nếp sống công chức cần cù, trầm lặng, an phận thủ thường. Tôi ví như con ngựa hoang đã trở thành ngựa nhà nước, mắt bị che, miệng bị đóng hàm thiết, chân bị đóng móng sắt, lưng bị mang yên, và rất đông kẻ có quyền cưỡi. Tôi quên chuyện văn chương, chả thiết tha cái chất mộng trúng giải chuyện ngắn tiếng chuông để đi phăng phăng vào văn học sử Việt Nam nữa. Sáng thứ hai dậy sớm, mặc quần áo xanh Cộng Hòa, xếp hàng chào cờ suy tôn Ngô Tổng thống. Hai tuần một lần mang mùng mền đến sở, ngủ hay chơi bài cào gọi là trực đêm. Tôi tưởng đã kết bạn muôn thuở với các đồng nghiệp già suốt buổi chỉ đánh giá trị của các nhãn hiệu trà tàu và thuốc lào, hay các nữ đồng nghiệp cả ngày lo khâu tả, đan áo, cắt móng tay, đọc tiểu thuyết bà Tùng Lâm và rủ nhau chơi hụi. Ai ngờ đâu ông Ngô Đình Nhu ra lệnh cho ông Cao Xuân Vĩ phải xuất bản tờ báo bán tuần san chiến đấu làm tiếng nói của thanh niên Cộng Hòa. Ông chánh sự vụ Nguyễn Bích Liên cất nhắc tôi, ông xin việc phái tôi ra ngồi ở tòa báo cạnh con voi già phóng sự Tam Lan, tác giả Tôi Kéo Xe, nhà báo từng làm mưa gió khắp ba miền Trung Nam Bắc thuở tôi còn đáy dầm. Tôi được miễn khoản chào cờ, học tập huấn từ huấn thị của Tổng thống và ông cố vấn. Lại xa cả xếp lớn xếp nhỏ, đi làm theo cảm hứng, sướng vô cùng. Nhà tôi lấy cái sự tôi ra tòa báo ngồi làm mối lo âu. Nàng sợ tôi nhất định vào văn học sử bằng một chuyện ngắn dự giải, chuyện ngắn tiếng chuông. Tôi phải trấn an nàng. Em à, anh mất hết tự do rồi, nhà nước bắt anh làm gì anh phải làm cái đó. Anh làm báo nhà nước, em hãy tin đi, 4.000 năm sau mới nổi tiếng. Báo Chiến Đấu lại đăng tải toàn tin tức thanh niên Cộng Hòa, diễn văn của Tổng thống và phương pháp tập ném tạ, nhảy sao. Lâu lâu chống Cộng sản một tí, hoặc là tường thuật trận đá banh quốc tế. Báo Chiến Đấu là đồ bỏ, không phải nơi phát huy văn nghệ đâu. Em yên chí, nay mai anh sẽ làm thơ suy tôn anh cả thanh niên Cộng Hòa là ông cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu. Tôi thở dài đau khổ. Anh sẽ là dân nô, là bồi bút. Nhà tôi có vẻ thấm nỗi buồn giả tạo của tôi. Chừng số báo Chiến Đấu đầu tiên ra lò, nàng mới tin tôi nói thật. Nàng ái ngại giùm tôi và nàng hỏi: anh giữ mục gì? Tôi ngao ngán: em ơi, những mục văn hóa văn nghệ, các ông Đại Văn Hào, Hiếu Chân, Vũ Hạnh, Phạm Cao Củng, Tam Lan giữ hết trơn. Anh viết lại chuyện kiếm hiệp, Thất Kiếm Thập Tam Hiệp cho câu thành cú và sửa bài của các Đại Văn Hào. Thầy cò chính là anh. Nhà tôi chưa hiểu nhiệm vụ của thầy cò nó ra làm sao mới hỏi: anh sửa bài của Hiếu Chân tiên sinh cơ à? Tôi méo mặt đáp: sửa những chữ mà thợ sắp chữ xếp sai thôi. Văn chương của các nhà văn lớn nó lớn con lắm, mình đụng vào nó đá chân trái mình cũng đủ té nhào. Nhà tôi ái ngại: thôi, anh cố xin về nhà ngồi cho yên thân. Nhỡ anh cao hứng, anh sửa văn chương của các văn hào cổ thụ, bị đá té nhào thì khốn khổ. Tôi tạ oán: ừ, nhẹ là học máu mồm, nặng là thọt em à. Nhà tôi tin rằng tôi hết mơ mộng đi vào văn học sử khi đứng trước những núi Thái cao, ngất nghỉu và rộng bao la. Nàng yên chí tôi chỉ là thứ hoa dại, chuyên sửa truyện kiếm hiệp cho mạch lạc, dễ đọc. Nhưng nàng biết đâu, sự nghiệp văn chương báo hại của tôi đã khởi sự từ những ngày viết lại bộ Thất Kiếm Thập Tam Hiệp. Rồi một hôm đẹp trời, văn hào Phạm Cao cũng quên không đưa tiểu thuyết Lời Thề Trên Đất Giặc. Tôi đã mạo muội viết trám vài kỳ, suýt nữa tôi giết nhân vật chính của văn hào họ Phạm đấy. Rồi tôi vi vút vào bài Pô Tanh, chủ bút Tam Làng khen tạm được. Ông bèn phong tôi làm thư ký tòa soạn của các tuần báo Chiến Đấu. Tôi, Nguyễn Văn Lương, bút hiệu Lương Khoáng, thư ký tòa soạn kim thầy cò, kim tùy phái, đã được con voi già của làng báo Việt Nam là Tam Lan Vũ Đình Chí khuyến khích ôm sòm. Chẳng lâu la gì, người ta gọi tôi về chỗ ngồi cũ, mỗi tuần viết một bài bình luận về màu áo xanh Cộng Hòa. Nhà tôi vui mừng khôn tả. Nàng thủ thỉ: em vẫn ước mong anh chỉ là một công chức. Tôi buồn rầu: thì bao giờ anh chẳng là một công chức. Nay mai anh sẽ tập uống trà tàu, hút thuốc lao, tập đánh trắng cơm và chơi cái hụi nhỏ. Nhà tôi tin ngay là tôi nói thật, vì nàng không biết nói dối. Nàng quá chất phác ngây thơ, nên lại không hiểu câu nói nặng cái chất phẫn và ai oán não nề của tôi. Ôi, một kẻ lãng tử lấy trăng gió làm nhà, nước mây làm bạn như tôi, một kẻ thiết tha đi vào văn học sử hậu bán thế kỷ thứ 20 bằng con đường chớp cái giải truyện ngắn tiếng chuông,
mà lại sắp sửa tập hút thuốc lao ư? Lại sắp sửa phân chất tương tư thảo mang các nhãn hiệu Vĩnh Bảo 3 số 9, 3 số 5 ư? Cái đó không được, tôi sẽ vùng lên. Nhà tôi đâu hiểu tôi cũng có cái thai văn nghệ trong bụng. Tôi tưởng tượng ngày kia trong bữa tiệc có thịt bò 7 món, ông chủ nhiệm Đinh Văn Khai tuyên bố trước quan khách và các văn nghệ sĩ Sài Gòn là tôi trúng giải nhất văn chương tiếng chuông. Ai chà, thiên hạ sẽ vỗ tay loạn cả lên, dám đổ tung nước mắm vào mặt nhau lắm mà, sẽ hoan hô tôi rã rít. Tôi xấu hổ một tí rồi sưng mặt to bằng cái bánh đa ra cái điều ông đã đi vào văn học sử. Nhà tôi chắc hơi buồn. Sự hơi buồn theo lối diễn tả của Nguyễn Bính trong bài Quan Trạng Vinh Quy Bái Tổ. Chỉ duy có một cô em hơi buồn, từ ngày cô chữa thành hôn, từ ngày anh khóa hãy còn hàng vi. Chắc chắn đại ký giả Nguyễn Kim Cang tự Nguyễn An Ca sẽ trao bằng văn chương cho tôi. Tôi sẽ nổi tiếng bon bon như chuông chùa Xá Lợi. Tôi sẽ in 1000 tấm danh thiếp như sau: Nguyễn Văn Lương, bút hiệu Lương Khoáng, thi sĩ, tiểu thuyết gia, ký giả, giải thưởng truyện ngắn Tiếng Chuông. Địa chỉ 215D trên 17C trên 18F trên 213B, Chi Lăng, Gia Định. Với tấm danh thiếp này, tôi sẽ phăng phăng lọt qua cổng làng văn hóa. Báo chí sẽ đua nhau mời tôi giữ mục gỡ rối tơ lòng hay đặt trách mục tìm bạn bốn phương. Tôi đã mơ mộng để thoát khỏi cái thực tại công chức lương khoáng, để bay xa cái tương lai hút thuốc lao vặt và chửi thầm xếp chúa. Nhưng giấc mộng lớn của tôi bị vấp phải tảng đá. Nó lăn kềnh ra, nó kêu đau oai oái. Ấy là lúc nhà tôi sắp sửa đập chum. Nói văn vẻ một tí thì nhà tôi sắp sửa gỡ cây đàn accordion ra khỏi bụng. Chân trời tạp dịch hiện ra của tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo ấy. 9 tháng mang bầu của bà Eva là 9 tháng tối tăm mặt mũi của ông A Dông. Bà Eva nôn ói lu bù ở tháng thứ nhất, dù chỉ ói toàn nước miếng. Ông A Đông cũng bấn loạn tinh thần. A Đông đi hỏi Nhãn Si Ngầu về kinh nghiệm một đàn bà chữa con so. A Đông ghi chép lia lịa. Trong khi đó Eva mở cuốn sách học làm người trước khi về nhà chồng, người đàn bà nên biết. Nghiên cứu chương mục có thai rất kỹ lưỡng. Thời gian ói mửa qua đi, Eva thèm ăn vặt, nhất là thèm ăn xí muội. A Đông lắc đầu. Không được ăn vặt, ăn nhiều quá cái thai nó béo tốt to con, rất ư là một sự khó đẻ. Eva hỏi. Cấm tẩm bổ à? A Đồng đáp. Bác sĩ khuyên thế, đu đủ cam táo nho lê phải nhịn, đặc biệt nhịn ăn thịt chuột và mắm ruốc, kẹo đứa bé sẽ có 2 cái tai giống tai chuột và miệng hôi mùi mắm. Eva nói. Đã có phương pháp đẻ không đau, rồi có máy hút, lo gì? A Đồng nhún vai. Đẻ không đau sau này con nó hết thương mẹ, mẹ sẽ không thể nói tao mang nặng đẻ đau. Và con cũng không thiết nói nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Eva chịu lắm. A Đồng giục Eva hoạt động. Em phải giặt quần áo, rửa bát, đi đi lại lại hoài hủy, nằm một chỗ đẻ đau đấy. Eva cãi. Mệt muốn thở không ra, anh còn bắt làm. A Đồng cương quyết. Sách dạy thế. Có thế. Giữa Eva và A Đồng xảy ra những cuộc cãi nhau lặt vặt. Eva đã căng hết da bụng mỏng teo, nếu hét lớn như lúc bình thường sẽ bị vỡ bụng, nên nhượng bộ A Đông. Thì A Đông vội lả lướt. Em à, giá má mình còn sống, anh sẽ bắt chước một nhân vật truyện ngắn Con So Về Nhà Mẹ của Thanh Tịnh, đưa em về để má em lo cho em là em hết sợ. Hoặc nếu mẹ anh cũng di cư vô đây, mẹ anh cũng sẽ săn sóc em. Chỉ vì vận nước nghiêng ngửa mà em vất vả. Thôi, để anh bắt cho em một liên tử. Nhà tôi ngạc nhiên. Liên tử? Tôi bắt chước ông Khổng Tử Nguyễn Văn Tu giảng nghĩa chữ thánh hiền. Liên là sen, tử là con, liên tử là con sen, tức Mary Sến đó em. Nhà tôi phá ra cười. Tôi phải để cái gối lên bụng nàng và khẽ giải tỏa sự cười của nàng. Cười xong nhà tôi nhăn nhó, vì nhô con trong bụng đạp mạnh để cổ võ mẹ nó. Một liên tử em bằng lòng chứ? Sao không gọi là mướn người ở đợ hay đầy tớ? Tôi vội vàng nhắm mắt tưởng niệm những chiến sĩ tranh đấu cho độc lập tự do, dân chủ của quê hương Việt Nam mà bảo nhà tôi rằng: Em ạ, danh từ con sen đầy tớ là danh từ của thực dân, phong kiến, thối nát. Anh đã đọc kinh cả Cựu Ước lẫn kinh Tân Ước, chả thấy Chúa đề cập tới con sen đầy tớ. Mọi người đều là anh em. Trong Nam ta, nhờ cách mạng nhân vị của Ngô Tổng thống Anh Minh, em hãy tin anh đi,
mai mốt sẽ không còn con sen đầy tớ nữa. Cách mạng nhân vị đang giơ tay nắm lấy tay những người Việt Nam thiệt thòi nhất, tức là con sen đầy tớ, để cùng nhau đi lên một xã hội mới có tự do, dân chủ thực sự. Vậy em hãy gọi con sen là Liên Tử, kẻo khi họ chễm chệ trên ghế xã hội mới, họ sẽ đấu tố em. Tôi đã thấm nhuần chính sách thanh niên cộng hòa của anh cả Ngô Đình Nhu và anh Bảy Cao Xuân Vĩ, nên nhả ra câu nào là y rằng câu ấy đã được học tập kỹ lưỡng. Nhà tôi hỏi: thế rồi con sen sẽ bình đẳng với bà cố vấn Ngô Đình Nhu và các bà Huỳnh Ngọc Anh, Khánh Trang à? Nhất định. Thay vì mướn một con sen nào đó, em có thể mướn bà Huỳnh Ngọc Anh được không? Rỡn hoài. Vậy cách mạng nhân vị sẽ chả đi đến đâu? Nhà tôi không thay đổi lập trường. Khi đứa con trai đầu lòng của tôi khóc oe 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 chào mừng cuộc đời khốn khó, bà dì bắn súng lục của nhà tôi đã dẫn từ gia đình tới cho tôi một em Liên Tử. Lần đầu tiên trong đời tôi tiếp nhận một Liên Tử, thành ra buổi lễ tiếp nhận rất trịnh trọng. Tôi đã mời nàng Liên Tử ngồi ghế salon thảo luận công ăn việc làm và lương căn bản. Nàng Liên Tử cương quyết chê salon. Nàng đứng xa tôi cả hai thước, khoanh tay khúm núm. Tôi dịu dàng: chị thân mến, tôi là một thanh niên cộng hòa quần áo xanh dương đang thực thi chính sách ấp chiến lược của Ngô Chí Sĩ. Sách vở của thanh niên cộng hòa dạy tôi rằng phải đi xuống những người Việt Nam thiệt thòi nhất để cùng nhau tay nắm tay xây dựng một xã hội mới có công bình, tự do, dân chủ thật sự. Tôi tiến tới nắm tay nàng Liên Tử, kéo tới salon. Nàng Liên Tử chỉ dám ngồi dưới đất cạnh chiếc ghế. Dùng trà hay nước lạnh? Nàng Liên Tử lắc đầu. Hay để mặc con? Tôi trợn mắt. Không thay con gì cả, thời buổi dân chủ nhân vị này bình đẳng tuốt mà. À, tên Liên Tử tên là gì? Dạ Hai ạ. Hai? Dạ. Xã hội ví như cái máy chạy xình xịch, tôi đi làm công cho người khác để có tiền trả chị làm công cho gia đình tôi. Rất có thể chị sẽ mướn một người khác làm công cho chị. Tôi đang dạy bài học dân chủ cho Liên Tử Hai thì nhà tôi lò dò bước ra, quên cả mang vớ chân và đi dép. Vừa sinh xong, máu mặt không còn mấy giọt, lại giận dữ nên khuôn mặt nàng xanh lè như màu dân chủ của áo xanh cộng hòa. Nàng mím môi: anh mần trò khỉ đấy à. Nàng ra lệnh cho Liên Tử Hai: xuống bếp cất đồ đi rồi giặt chậu quần áo. Thầy điên đấy, thầy vừa lên cơn khùng, đừng có nghe. Chờ nàng Liên Tử tết khỏi salon, nhà tôi đứng dựng lông mày. Anh giỡn với thầy tớ hả? Đâu có, anh học tập dân chủ với một người Việt Nam thiệt thòi nhất đấy chứ. Nhà tôi rống lên như Kim Mao sư vương Tạ Tốn. Không dân chủ dân tớ gì cả, đời sống cần phải có tôn ti trật tự, trên dưới khác nhau. Tôi cảnh cáo: này, anh nói cho em biết, em không đối đãi tử tế với Liên Tử, chính Liên Tử sẽ lôi em ra đấu tố. Nhà tôi bất thần tỏ ra tiêu cực và oai quyền. Hai! Liên Tử Hai dạ một tiếng rất bần cố nồng, góp lúa cho địa chủ và chạy lên. Đem cái hộp quần áo của mày lên cho cô coi. Nhà tôi bắt Liên Tử Hai dỡ từng món đồ trong bọc hành lý của nàng, y như một nhân viên công lực vì an ninh của đồng bào mà khám xét đồng bào ấy. Nàng kết luận: chính phủ vừa ra thông cáo lưu ý các gia đình công chức phải coi chừng dân ở đợ. Nhà tôi hất tay: xong rồi, cô cho mày 100 về xe. Cô rất tiếc không thể mướn mày được. Liên Tử Hai sửng sốt: thầy cô cho con ở đây mần việc, con thật thà như đếp. Nhà tôi lắc đầu: cô biết mày sẽ làm việc tốt, nhưng tại thầy trót học tập dân chủ với mày rồi, cô sợ mày sẽ đem dân chủ ra đấu lý nên cô đành cho mày về. Tôi toàn mở miệng can thiệp thì nhà tôi mím môi: em cấm anh không được xíu vô chuyện bếp núc. Đàn bà đẻ dữ như chó cái vừa lâm bồn ấy. Tôi đành nín thinh, đau xót nhìn Liên Tử Hai chìa tay cầm trăm bạc và rời khỏi căn nhà mà nàng tưởng được tá túc một thời gian dài. Nhà tôi, Trần Thị Phượng, con nhà điền chủ Trần Thất Thời, chưa từng bước xuống cuộc đời đau khổ nên nàng chưa cảm nổi mỏi đắng cay của những người bần cùng phải đi ở đợ kiếm sống. Tôi không trách nhà tôi, nhưng rất ghét cái thỏ vàng son cực thịnh của nhà tôi. Nếu tôi đã được sống một thỏ vàng son gấm vóc, tôi chắc tôi cũng giống nhà tôi, giống bao nhiêu con nhà trưởng giả khác. Thà là vậy tôi còn chịu nổi, chứ cái ngữ đói rách dài người ra, vừa mới ngoi ngớp thoát khỏi vũng lầy học đòi tinh thần trưởng giả thì tởm vô cùng. Tôi đã thấy những chị trốn nhà theo trai, xuất thân từ một gia đình lao động, nằm bẹp ở bình đình đầy gái giang hồ,
bạn bè cùng Thạch Sùng và Giáng. Nay ăn nên làm ra, bèn xin vào hội thể thao nước, chiều chiều đi Siki Nô Tích với ông Tây bà Đầm. Trông cũng người lắm, song vẫn cóc giấu được cái đuôi khỉ. Khi Liên Tử Hai khăn gói quả mướp ra khỏi nơi mà trước lúc đến kiếm ăn, nàng đã quên dở nhật trình coi tử vi, xem mét Huỳnh Liên dạy tốt hay xấu, hung hay kiết. Nhà tôi đóng cửa cái rầm, đầy nghiến. Tôi long trọng cảnh cáo anh lần thứ nhất, tôi trực tiếp chỉ huy bếp núc, anh đừng dẫm chân lên chân tôi. Tôi phân trần. Anh dẫm lên chân em bao giờ? Nhà tôi to tiếng. Yêu cầu anh đến sở của anh mà thảo luận dân chủ với các sếp của anh. Nhà này không nói chuyện dân chủ. Anh chưa có kinh nghiệm mướn đầy tớ. Tôi hỏi anh, chứ một người chưa biết đi xe đạp mà anh bắt nó đi xe Vespa, liệu nó đi được chăng? Tôi hoành hoẹ. À, cô định dở chính trị nhập môn đấy hả? Cho cô hay, thằng này chính trị cao lắm. Nhà tôi gằn giọng. Nhưng anh chưa biết mướn đầy tớ. Giữa cái lúc không khí căng thẳng ấy thì ông cố vấn Hạnh Phúc Đặng Minh Công lù lù dẫn sát tới. Ông cố vấn mở cửa. Nhà tôi bèn vận dụng các tuyến nước mắt khơi dòng hệ lụy trần ai. Ông cố vấn bắt đầu. Lại cắn nhau hả? Tôi ác giọng ông cố vấn. Ông im miệng đi, ông cốc hiểu con mẹ gì cả. Ông cố vấn dậm chân thình thịch. Lương, mày là thằng khốn nạn tàn nhẫn. Vợ mày vừa mới sinh ra một nhi đồng, chỉ còn chút tàn lực mà mày nỡ ăn thua đủ với vợ mày ư? Nhà tôi ôm mặt khóc. Tôi vò đầu. Ăn thua đủ đâu, bà ấy cấm tôi truyền bá tư tưởng với Marie Sến. Ông cố vấn biểu môi. Dân chủ cái cục, dân chủ cái cục. Mày cút đi. Tôi cười gằn. À, ông chống cái chính sách thực thi dân chủ của tổng thống hả? Ông cố vấn gật đại. Tao chống đấy, mày báo công an đi. Dĩ nhiên tôi là thằng thua cả vợ lẫn bạn. Tôi im miệng ngồi nghe luân lý giáo khoa thư của ông cố vấn Hạnh Phúc, rồi cam kết từ nay không dám tự xử với Marie Sến nữa. Nhà tôi bỏ vào phòng trong, nằm cạnh mầm non của tổ quốc. Ông cố vấn điều tra tình trạng sữa Google, rồi ra pharmacy cổng về một thùng sữa trắng, rồi ông chuồng. Còn tôi làm công việc của một Philip nhỏ, nghĩa là anh dũng giặt tả cho con trai đầu lòng. Chương 5: Tuyển lựa Liên Tử. Tôi, Nguyễn Văn Lương, bút hiệu Lương Khoáng, như đã giới thiệu vài nét đan thanh về cuộc đời ái tình mèo mù vớ cá rán và sự nghiệp ăn mày cơm chúa Phật, bị xua đuổi. Vốn là kẻ lãng tử, biết làm đủ mọi việc, nhưng cái khoản nuôi con thơ lại không biết. Nhà tôi chưa hưởng hết tuổi thiếu nữ đã trở thành đàn bà, vợ một bần cô nông cả tiền tài lẫn kiến thức. Bà vía nàng trở về cõi Phật khi nàng mới lên 10, nên chẳng có cái màn mẹ khuyên con trước khi về nhà chồng. Nuôi con thơ khác xa trò chơi búp bê, thành thử nhà tôi rất vụng về. Mặc dù đã ngốn hết các cuốn sách học làm người dành riêng cho đàn bà, con gái. Vậy thì nhà văn tương lai Lương Khoáng đành làm công việc của vú em. Thằng con trai đầu lòng của tôi nó hành tôi khiếp đảm. Trước hết, vừa ẵm ông Nhô từ nhà thư về, ông Nhô đã mọc cái nhọt ở đầu, phía gáy. Hễ nằm ngửa thì ông Nhô khóc thét, chỉ khoái nằm nghiêng. À, điều này, nếu một mai ông Nhô đi vào lịch sử, sẽ có thợ viết bốc nhăn. Thuở bình sinh tiên sinh thích nằm nghiêng, để nước đái khỏi vọt lên đỉnh mạng. Mỗi lần tiên sinh đái, cứ khi ông Nhô khóc là tôi bấn xúc xích. Không hiểu lý do nào ông Nhô khóc. Đói ư? Bác sĩ dặn 2 giờ uống một lần, vậy mà uống sữa vừa được nửa tiếng ông Nhô đã khóc. Bèn lấy núm vú quệt tí thuốc bổ đáp tà, rồi dưới ông Nhô. Ông Nhô đớp rất tài tình, múc chùng chục, say sưa và anh dũng. Múc đến chừng hết chất ngọt, ông Nhô nhả núm vú ra rồi khóc. Tôi lại đổ nước nóng trong bình thủy rửa cái núm vú, vẩy sạch vào quết đáp tà, và cứ thế tiếp tục cho tới cự sữa mới. Ban đêm ông Nhô khóc mới não nề chứ. Nhà tôi sinh xong là đau, có lẽ tại thiếu máu lại mất quá nhiều máu cho cuộc vượt cạn nên cứ bị sốt rét. Tôi đành nhìn vợ nằm co ro trong chăn len, bồng con nựng nựng mà ru bằng những vần cao dao mộc mạc. Tôi tập cho ông Nhô quá nhiều tật, múc núm vú có chất thuốc bổ đáp tà hay mật ong, ẩm hoài, đưa nôi, ru. Ông Nhô chịu bố ru lắm. Ru đứng thì ông bố dược Boston, ru ngồi thì ông bố làm lò xo tay. Cậu cả ngủ khoái chí, nhưng hễ đặt cậu vào nôi là cậu bèn vụt thức để khóc thương tình trần. Ông bố mấy hôm đầu còn dễ tính, rồi mất ngủ vì con, ông bố đâm ra cấu nó, mắng loạn cào cào.
ngủ đi chứ, khóc cho gì khóc hoài vậy. Nhà tôi tung chăn ngồi dậy bồng con, tiếp sức để tôi ngủ một lát. Nàng chẳng biết ru gì cả, thuộc mỗi bài con cò mà đi ăn đêm. Cứ vậy nhà tôi ù ơ một điệu buồn tên xa vắng. Ông Nhô nghiện những tiếng à ơi, rồi nghe ù ơ, ông Nhô khóc quyết liệt. Tôi phát cáu, ru bài khác đi, con cò mãi nó chán rồi. Nhà tôi nhỏ nhẹ, em chỉ biết mỗi bài con cò. Tôi đập đầu vào tường, thì hát phè rơ giắc cơ hay ok để la luyên, đổi bài đi chứ, mà em học kiểu đó, đọc trăm năm trong cõi người ta, ru con nó sẽ nín. Nhưng ông Nhô không nín, tôi lại phải ẩm ông Nhô đi một đường ru bằng thơ Lục Bát Huy Cận. Ông Nhô nín ngay. Tôi bồng con trên tay và nghĩ rằng con tôi là đứa con có phúc lớn. Nó đã được nằm trên cánh tay yêu thương của bố mẹ, đã được nghe ca dao Việt Nam và cảm nổi ca dao. Tôi nghĩ thêm, mai này khôn lớn, dù con tôi chẳng làm nên cái tích sự gì, nhưng chắc chắn nó phải biết thương yêu để chiến đấu bảo vệ thương yêu của loài người. Ôi, càng nghĩ về tương lai của con, lòng tôi càng rạc rào cảm khoái. Tôi bèn bế con ra salon, cho con ngủ trên tay trái và hai cái đùi, còn tay phải tôi vi vút bài thơ có khuynh hướng nhị thập tứ hiếu. Chưa xong thì ông Nhô đã đái vọt vào thơ của thi sĩ Lương Khoáng là đấng phụ thân, rồi ông Nhô khóc. Tôi lại ru bài ca dao mộc mạc. Cái ngủ mày ngủ cho lâu, mẹ mày đi cày đồng sâu chưa về, bắt được con chấm con trê, cầm cổ lôi về nấu nướng làm lòng. Cho cái ngủ ăn không hết, để dành đến Tết mèo già tha chớm. Mèo ốm phải đòn, mèo con phải và con quà đứt đuôi, con ruồi đứt cánh, đòn gánh có máu, củ âu có sừng, bánh chưng có nếp, ông thầy có sách, thợ gạch có dao, thợ rào có búa, cây lúa có bông, con gái có chồng, đàn ông có vợ. Đúng là một bài ca dao mộc mạc, ấm ớ hội tề, nhưng lại thuộc loại kiến thức phổ thông bình dân. Nhà tôi dù đau ốm, dù mất ngủ, nghe tôi ru con những câu ngớ ngẩn cũng phải phì cười. À, ông Nhô đã đồng lõa với mẹ trong âm mưu ngăn chặn tôi đi vào văn học sử. Nó đã đái ước thơ tôi, hèn chi sau này tôi không mần thi nổi, bài nào bài ấy khai nồng mùi nước đái. Khi vợ chồng tôi khám phá ra một cái nhọt trên đầu ông Nhô và đem đến bác sĩ Phạm Gia Cẩn, thần tượng chữa bệnh con nít, chích một mũi thuốc hết bệnh, thì ông Nhô đã quen hơi bố mẹ. Nó dùng tiếng khóc làm áp lực, cương quyết đòi ngủ trên tay bố mẹ. Tôi không dám có biện pháp mạnh, có con mới biết lòng cha mẹ. Tự nhiên tình thương yêu hai đấng sinh thành của tôi dâng lên ngập mắt và tôi khóc. Thuở còn sống ở ngoài Bắc với bố mẹ, bố tôi thèm ăn thịt bò xào thật mềm, mà mẹ tôi lại chê thịt bò nên đã tỏ ra không có khiếu xào thịt bò. Ước gì bây giờ tôi được trở về nhà cũ, đích thân xào thịt bò khoai tây theo phương pháp của Trần Thị Phượng để dâng lên người bố kính yêu. Còn mẹ tôi, mẹ tôi chỉ mơ ước tôi chóng lớn lấy vợ sinh con để mẹ tôi có cháu nội nâng niu. Mẹ ơi, cháu nội của mẹ đây này, nó đang hành hạ vợ chồng con như ngày nào thật xa xôi con đã hành hạ mẹ. Mày ghẻ lỡ, các cô kinh sợ không thèm bế, nhưng mày đã nằm trên bụng mẹ ròng rã mấy tháng. Mẹ chẳng sợ mùi ghẻ lỡ tanh tưởi, vì mẹ là mẹ của mày, Lương ạ. À, phải, không có con thì chả bao giờ biết lòng cha mẹ, tấm lòng hy sinh vô bờ bến. Chỉ vì thương yêu con, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tôi chợt nhớ câu trách móc: cha mẹ nuôi con như trời bể, con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày, để rai rứt khôn tả. Tôi chưa nuôi cha mẹ được ngày nào. Thầy Tử Lộ ơi, hồi học lớp 3, đọc bài tập đọc truyện thầy trong Quốc văn giáo khoa thư lớp sơ đẳng của Trần Trọng Kim, tôi đã phì cười chê thầy ngu, làm quan to không muốn, lại ham đổi gạo kiếm tiền như thỏ hàng vi để phụng dưỡng mẹ già. Nhìn bức tranh vẽ thầy đội gạo e cổ,
và bà cụ lưng còng đứng chờ ở cổng. Tôi chẳng cảm động chi sốt cả. Lớn khôn tôi mới hiểu tại sao thầy ham đội gạo nuôi mẹ. Ôi, mẹ đã chết, làm quan to nào mẹ có được hưởng gì? Thì thà cứ đội gạo mà mẹ còn sống, đời không thiếu thương yêu. Thầy Tử Lộ ơi, tôi đang ẵm con, cố nhớ lại bức tranh trong bài tập đọc cũ mà thương mẹ cha vô vàn. Bây giờ là lúc tôi chiêm ngưỡng lão lai, chiêm ngưỡng tất cả những nhân vật của nhị thập tứ hiếu. Tôi khinh bỉ những đứa làm quan sang mà để mẹ già bán thuốc lá lẻ đầu đường như thằng dân biểu nọ. Ông Nhô hành hạ tôi ròng rã một tháng trời, người hốc hác. Tôi sắp sửa kiệt sức thì bà mẹ kế của nhà tôi dẫn từ Trà Vinh lên một Liên Tử già. Liên Tử già mập ú, ăn rất khỏe và thức đêm vô địch. Đúng là mẫu người lý tưởng của tôi. Cả đêm ông Nhô nằm trên tay dì Tư. Vợ chồng tôi đồng ý gọi thế mà ngủ. Và dì Tư không hề ngồi, dì cứ đi đi lại lại nựng nựng ông Nhô bằng điệu ru duy nhất: tàu ship lê một, tàu ship lê hai. Thêm phần phụ họa âm nhạc: ngủ đi cưng, cưng tưng trưng. Y hệt anh chơi băng vô không biết về. Đáng lẽ nốt cuối của câu nhạc phải về rò ngân dài ra, anh ta quạt mediator loại châu chấu. Thí dụ: te tò tò te tò te tí, anh chơi băng vô ấm ớ đánh răng. Te tò tò te tò te te, tí 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 tí. Ngủ đi cưng, rưng tưng tưng. Chán trường là vậy. Nếu ông Nhô chẳng chịu ngủ, tôi bèn cáu quá trách nhà tôi: phải chi em cho con bú sữa của em? Nhà tôi thở dài: em đau quá, ăn uống không được, lấy sữa đâu cho con nó bú. Tôi kêu khẽ: anh tưởng em sợ vú nó dài ra bằng trái mướp mất đẹp. Nhà tôi khóc rấm rứt. Tôi bắt tội nghiệp an ủi: anh xin lỗi em. Ừ, giá em mạnh khỏe em cho con bú sữa mẹ, con nằm cạnh em, hễ con khóc em tọng vú vào miệng nó là nó nín ngay. Dì Tư kiên nhẫn nuôi ông Nhô. Dì theo đạo Hòa Hảo nên cứ 14 và 30 là dì ăn chay 2 ngày. Trong 2 ngày đó, dì Tư hướng về đức thầy đọc kinh cả buổi, mặc cho ông Nhô khóc rũ trong nôi. Tôi bèn thương con tôi quá, nghĩ rằng cóc ai có quyền bỏ bê đày đọa tuổi thơ. Nếu Thượng Đế đày đọa tuổi thơ, tôi cũng chống đối Thượng Đế, đừng nói chi người. Bởi vậy tôi xin dì Tư bỏ cái khoản đọc kinh. Dì Tư không chịu. Nhà tôi vội vàng trả lương dì, tặng thêm cái vé xe đò Sài Gòn, Trà Vinh để dì hồi hương lo chuyện ăn chay niệm Phật. Tôi dở sổ tuyển lựa Liên Tử ra ghi. Mới có 2 mạng. May ghê, dì Tư vừa về nhà tôi bỗng khỏe mạnh. Không phải nhờ thuốc đâu, chính là vì tình mẹ thương con. Như vậy vợ chồng tôi vừa thay phiên nhau bồng con, vừa mở cuộc tuyển lựa Liên Tử. Vì cuộc tuyển lựa này không béo bở gì nên không có cái sự trực tiếp truyền thanh như là tuyển lựa ca sĩ tân cổ nhạc hay hoa hậu hôm nay. Thuở ấy chủ quyền quốc gia được Tổng thống Ngô Đình Diệm bảo vệ triệt để, nên đồng minh Hiệp Chủng Quốc phải tuyển lựa một số người Mỹ sạch sẽ, học thức đầy mình mà gửi qua làm cố vấn. Dĩ nhiên chúng ta chưa được cái hân hạnh tiếp đón anh em lục lộ Mỹ, anh em cu ly phi lục tân, anh em vũ phu đại hàng, anh em rừng rú Simla, anh em kangaroo Úc Đại Lị và Tân Tây Lan. Thành ra tuy bị thiệt thòi lắm, bạc đã nhiều, cái giai cấp mà ông Ngô Đình Nhu muốn nắm tay dẫn dắt đi vào xã hội mới có công bằng, tự do, dân chủ, thật sự 95 phần dầu là giai cấp điếm, vẫn còn giữ được liêm sĩ. Muốn tỏ mình đã đọc Jean-Paul Sartre nên lôi cái tên vở kịch ra để so sánh trộ bà con yếu kém sinh ngữ chơi. Điểm dưới trào Tổng thống Ngô Đình Diệm còn giữ được liêm sĩ thì Liên Tử phải sáng giá bội phần. Liên Tử hồi đó hầu hết là những con cò trắng đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lột cổ xuống ao và đòi sáo bằng nước trong. Than ôi, những con cò trắng đã tạo thành một xã hội Liên Tử mà sinh hoạt thường diễn ra tại bùng binh chợ Bến Thành. Vợ chồng tôi đã ghé cái chợ người trong chế độ cách mạng nhân vị để bắt Liên Tử, y hệt người ta đi mua nô lệ ở Phi Châu. Tôi đã hứa không dẫm lên chân nhà tôi nên mặc kệ nhà tôi tuyển lựa Liên Tử. Nàng chọn và điều đình với mũi đầu nậu. Tôi thường lòng vòng quanh bùng binh, quan sát những khuôn mặt thê thảm của cuộc đời. Cuốn sổ tay của tôi ghi thêm khối Liên Tử sau hai và dì Tư. Bây giờ thêm cái khoảng lý do nào một Liên Tử đến rồi đi và đến từ đâu. Thí dụ,
Liên Tử, năm 15 tuổi, tự ý đến xin ở đợ, ra đi 2 tuần lễ sau khi vừa ăn cắp vặt và mỗi tối thích ra ngõ đấu với các Philip nhỏ. Sốt ruột nhất là vấn đề âm nhạc cải cách của Liên Tử năm. Nó vừa làm vừa hát bài "Bạn ơi Sơn Hà xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi". Tới chữ đã nó nhái ca sĩ thần tượng Duy Khánh, ca rằng "Ngày mai tôi đã đi xa rồi". Nhà tôi đề nghị đuổi, tôi đồng ý. Liên Tử 6, 20 tuổi, bắt ở chợ người về, ra đi một tuần lễ sau vì yêu kép cải lương đến độ dắt ảnh các kép vào cặp quần, bưng nước tiếp khách, ảnh thần tượng cải lương chui vào bụng, tuột xuống ống quần rất bố láo. Đuổi gấp vì cả ngày nó cứ hỏi ông chủ địa chỉ của Úc Trà Ôn. Liên Tử Úc, 32 tuổi, tự ý đến xin làm. Ba hôm sau khóc lóc xin thôi, lý do Úc giận chồng mèo chuột, bỏ chồng con đi ở đợ, bỗng nhớ con quá, quên giận chồng. Liên Tử 7, 18 tuổi, tình nguyện ở đợ. Con bé đẹp ra phết, 10 móng tay để dài sơn đỏ như Thẩm Thúy Hằng. Vô làm buổi sáng, buổi chiều nôn ói toàn nước miếng, sợ nó gài mìn nổ chậm, mời đi gấp. Philip Đực, 22 tuổi, do một bạn giới thiệu. Thằng này rất nhanh nhẩu, thôi ngay buổi sáng, vì đề nghị mỗi tuần một lần ăn cơm tây của nó không được thỏa mãn. Tiếc là không thỏa mãn nó. Người bạn cho biết cơm tây mà Philip Đực yêu cầu chỉ là khúc bánh mì chấm nước mắm. Liên Tử Khôi, do bạn bè giới thiệu, làm việc rất chăm chỉ, nói năng lễ phép, chỉ phải mỗi cái tội thích hỏi chuyện chiến khu D, nên bà chủ sợ tóe khói mời ra gấp. Liên Tử The, ông bố vợ dẫn từ Chắc Cà Đao lên, theo đạo Hòa Hảo, ngoan ngoãn nhưng triệt để tuân lời dạy của đức thầy, không ăn thịt bò đã đành. Liên Tử The còn từ chối công việc xào thịt bò, lại bắt ông chủ nghe sấm giảng của đức thầy. Ông chủ đề nghị bà chủ mua vé xe đò đưa Liên Tử The về Chắc Cà Đao. Liên Tử Thoàn, người Hóc Môn, rất khoái hoạt động, nhưng hễ ngồi đưa võng cho nhi đồng cứu quốc là ngủ gật. Thêm cái thật mê tử vi nhật báo, sáng nào cũng bắt ông chủ đọc cho nghe cái mục cầm tinh con chó. Hễ con chó hôm nay xấu là chỉ thích ngồi chơi, bèn đuổi. Liên Tử Nhạn, ăn diện một cây, có kép mừng việc xa xôi, hễ kép gửi thư về nhờ bà chủ đọc giùm để nghe và học thuộc lòng, rồi yêu cầu ông chủ viết giúp thư trả lời. Xét rằng ông chủ không có khiếu viết thư tình máy nước, Liên Tử Nhạn tự ý xin thôi. Nhiều lắm, còn nhiều nhân vật liên tử với những lý do giải nhiệm hết sức ly kỳ. Tôi không dám kể tiếp, e rằng sẽ làm buồn một giai cấp xã hội mới. Tính sổ mướn Liên Tử thì kể từ ngày sinh con đầu lòng đến ngày con thứ ba lên 4 tuổi, nhà tôi đã làm chủ ngót 100 Liên Tử. Trong số 100 Liên Tử này, nhờ ông Phan Huy Quát lên làm thủ tướng, cam kết điều kiện loạn cào cào với Hoa Kỳ để lính viễn chinh Mỹ ào ào vô Việt Nam. Rõ ràng, những người Việt Nam thiệt thòi nhất đã tay nắm tay tiến lên thực hiện chương trình. Nhất điếm nhì si, tam sư tứ cố. Nhà tôi không khắc nghiệt, chỉ khó tính. Ngay tôi là chồng, sổ gia đình ghi chức vụ tổ bố trưởng gia. Khi yêu tôi, nhà tôi yêu ra rít, cho gia hàng tá giáo sư, kỹ sư, bác sĩ, mà nàng còn rống lên mỗi khi điểm đúng cái huyệt cáo kỉnh của nàng, nữa là các Liên Tử. Nhà tôi thương nhất Liên Tử Hoảnh, cái tên khó thương ghê, vậy mà nhà tôi thương. Nàng rất ngọt ngào với Liên Tử Hoảnh. Của đáng tội, Liên Tử Hoảnh trình diễn khéo léo, cốc chịu nổi. Nhặt tiền rơi, Liên Tử Hoảnh đưa trả cô, và cô thủ thỉ mấy cậu: "Con Hoảnh thật thà lắm anh ạ." Nhà tôi phát tiền ăn sáng cho Liên Tử Hoảnh, bắt đi uống tóc, mỗi chủ nhật cho đi coi cải lương. Đặc biệt tối thứ bảy, Liên Tử Hoảnh đọc chiếm cái radio để nghe cải lương trực tiếp truyền thanh. Có mớ quần áo cũ, nhà tôi tặng Liên Tử Hoảnh hết. Lâu lâu Liên Tử Hoảnh xin phép về thăm mẹ. Nhà tôi hồi hộp chờ đợi ngày hẹn của Liên Tử Hoảnh. Con bé đúng hẹn, uy tín của nó lên cao. Bỗng một hôm có người tìm đến báo tin mẹ nó chết. Nó xin phép về đưa mẹ nó lên miền cực lạc. Nhà tôi tin tưởng nó, cho vay 6 tháng lương, đặng nó đủ phương tiện thực hiện chữ hiếu. Liên Tử Hoảnh khăn gói hồi hương, nó không bao giờ trở lại nữa. Nhà tôi bị một cú nặng nề. Từ đó lập trường Liên Tử của nàng rất vững chắc. Liên Tử Hoảnh phản bội tôi, phản bội cái sự reo rắc tư tưởng dân chủ của tôi. Sau này hễ tôi mở miệng bênh vực Liên Tử, y như rằng bị nhà tôi kê tủ đứng vào miệng. Hết tập 2, còn tiếp.